Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm ha. Mình đã lặn lội tới cái chỗ hôm qua mình bị dí á, trong một cái hang này nè. Mình rất là tò mò không biết là bên trong nó có cái gì, tại vì hôm qua chưa gì là mình đã trốn ra rồi, nếu không là mình sẽ bị úp sọt á. Nên hôm nay mình quyết định mình sẽ comeback tại chỗ này, không thể nào mà chịu thua được. Lúc đầu thì mình xuống đây mình thấy nó chỉ có những con zombie thôi, nên mình nghĩ mình có thể chiếm được á. Đó. Đây nó xuất hiện rồi nè. Chắc là sẽ có cái lồng spawn ở bên trong. Chính xác. Rồi mình đã đập cái lồng spawn rồi, và nó sẽ không còn xuất hiện nữa. Thoải mái hơn rồi đó. Đấy, có kiếm có khiên là tự tin chiến đấu liền. Và phía sau cái lồng spawn thì nó sẽ có một cái rương ha. Ui, hình như quái tầng dưới nó đang ùa lên trên. Ê, ở phía sau nữa. Ở dưới có vẻ khá là nhiều quái hay sao ấy, nó ùa lên trên này. Chưa đánh xong thì nó đã ùa lên thêm rồi. Rồi, lút đồ lẹ. Trong đây có giáp, sắt, rồi một cái xẻng. Trời đất ơi, như vậy thì không ổn tí nào. Cái áo tốt nè, cái áo nó sẽ cho mình nhiều giáp hơn. Cái kiếm mình cũng gần hư rồi. Chết không. Bây giờ mình sẽ đi xuống hướng nào giờ? Hướng này trước đi. Đánh từng hướng đi ha. Chắc mình đổi sang mình dùng rìu luôn cho máu ha. Rìu đánh rất là mạnh đó. Sao nhiều đồ lâu xương sọ vậy? Có rương nữa. Ê, ở đây có kiếm sắt luôn. Không cần dùng rìu đâu, vứt cây kiếm gỗ mình vô. Có xẻng kim cương luôn nè. Quá vip. Yên cửi thì không chế tạo được ha. Mình sẽ lượm hai cái luôn đi, hoặc một cái cũng được, mình cũng đâu cần cửi nhiều đâu. Giờ mình đâu có con gì đâu mà cửi. Rồi, quá trời táo để ăn luôn nè. Một cái quần sắt luôn. Vậy là bây giờ mình đã có được kha khá sáp rồi. Và một cái vàng pha thuốc ha. Cái này thì chắc chắn là mình phải mang về rồi, tại vì giai đoạn hiện tại thì mình không thể nào làm ra được. Và những cái đầu lâu xương sọ này chắc mình coi nó có công thức liên quan không. Mình giữ luôn ha. Nó không có công thức liên quan. Thôi, để lại đi. Giữ thì chỉ choáng khô đồ thôi. Ê, đâu ra vậy? À, con này chắc nó đi từ bên ngoài đi vô. Láo tét. Sẵn tiện đây có sắt thì mình sẽ đào luôn đi ha. Nữa hả? Khi mà đào khoáng sản thì mình cũng phải chú ý lắng nghe tiếng chân nha. Nếu mà không lắng nghe thì nó lại gần không hay là nó quýnh chết á. Rồi đi ra đi mấy cưng ơi, để anh đào sắt coi. Đào sắt mà cũng bị làm phiền nữa. Xong. Giờ thì đi tiếp sau vô bên trong nè. Hướng này đã xong thì mình sẽ có gì làm dấu không ta? Đặt cục thịt thúi ở ngoài làm dấu đi. Cái này nó ca cá giống một cái mê cung ha. Thiệt luôn, nhìn cái này liên tưởng tới mê cung ngay liền. Ôi, con này được cường hóa luôn nè. Sức mạnh kháng cự luôn ghê vậy. Zombie mà được cường hóa luôn nè. Tăng sinh lực nữa. Tăng sinh lực. Này thì trâu bò nè. Có cái lồng này, hàng gì nó xuất hiện ngoài. Đập liền, không cho nó đẻ trứng. Bên đây có cái lồng nào không? Không có. Ổng áp. Cái này mình phải chịu khó khám phá từ từ thôi. Đây có lồng tiếp nè. Rất là nhiều lồng nó đặt ở những cái góc khác nhau để cho mình khó đập ấy. Rồi đây không có quái nữa. Mình sẽ lút đồ. Có thêm khoai tây, ở nhà mình có nhiều rồi, mình sẽ không lượm về nữa đâu. Có rìu sắt nè, top, giữ lại. Nó đi xuống. Không biết là công trình này nó có con boss nào núp bên trong hay không nữa. Bây giờ cùng nhau tìm nào. Ở đây có đuốc, xẻng, nấm. Kìa, đằng kia có cái lồng spawn cả. Hình như cái chỗ nào có lồng spawn thì chỗ đó nó sẽ dễ có rương hơn hay sao ấy. Chưa, để mình farm thêm một ít sắt nữa. Tại vì hôm qua mình không có nhiều cơ hội để đi đào trong những cái hang. Cái hang ở phiên bản mình chơi á, có vẻ là tỷ lệ khá là thấp á, để gặp ha. Mình đi miết thì hiếm lắm mới gặp được một cái hang thôi. Nên giờ gặp hang mình quý lắm. Nè thấy không? Nó bé tẹo thôi hả? Và theo một số kiến thức mà những bạn fan comment á, thì nghe nói cái này mình phải đào sâu tít ở dưới thì mới gặp được hang. Đấy cũng là một cái điều khó khăn cho những người thích đi đào mỏ giống như mình ha. Thợ mỏ mà phải đào sâu xuống lòng đất thì nguy hiểm lắm. Rồi,
Cái này mình mở rương chưa vậy? À cái rương này mình ấy rồi. Thôi đi qua hướng bên đây thôi. Ui bên đây có tới hai cái lồng spawn một lượt. Không, chặn nước lại. Đừng có chảy lung tung đó. Rồi đập luôn hai cái lồng. Đó, thoải mái hơn rồi. Giờ thì có thể giết nó rồi đó. Nhưng mà nãy giờ không có rương nào cho mình kim cương ha. Đáng tiếc ở chỗ đó. Không có. Không có luôn. Rồi sạch bát luôn. Cứ tưởng chỗ nào có cái lồng spawn thì chỗ đó có rương xịn chứ. Nhưng không. Nó cũng đồ củi bắp bình thường à. Hết rồi. Vậy là hướng này không có đồ xịn cho lắm á. Ồ, bên đây có vẻ nó yên tĩnh hơn nè. Đấy vừa xuống gặp cái rương liền. Cho mình cái quần mới. Như vậy thì công trình này mình tính sơ sơ qua thì nó cũng không có xịn lắm á. Ủa, đây là một cái hang nè. Ngon. Vớ được một cái hang quá đã luôn. Giờ mà gặp được hang thì hết sảy luôn đó. Thêm sắt nè. Quá là nhiều sắt luôn á. Tính ra tuy khó gặp hang nhưng mà gặp hang là mình gặp được rất là nhiều sắt luôn. Rất xứng đáng luôn. Rồi, kiếm thêm chút đỉnh nào. Một xíu về nhà nâng lên full bộ giáp sắt mặc cho nó an toàn ha. Đây nữa nè. Quá trời quá đất. Rồi để coi coi trong hang thì nó sẽ dẫn xuống sâu hay không nha. Hiện tại thì mình đang ở tầng thứ 40 thôi. À, khi mình search ở trong đây á thì quặng kim cương. Cái tầng xuất hiện của nó là tầng Y nè. Y tầng nó bắt đầu xuất hiện từ tầng mấy? Từ tầng 18 là nó có thể xuất hiện rồi. Nhưng mà tỷ lệ nó chỉ là 0.06% thôi. Nhưng mà xuống tầng trời dài xuống dưới thì nó sẽ càng tăng lên ha. Đấy tầng 2 cũng 0.17% nè. Càng thấp thì tỷ lệ gặp kim cương ở trong đây nó sẽ càng cao ha. Thế nên gặp được những cái hang mà dẫn sâu giống như vậy thì mình nên quý một xíu. Ủa nó có xương, nó có xương. Nhưng mà con xương này cầm kiếm, đấu kiếm không? Đấu kiếm không? Hai con xương luôn. Hình như đây là một cái lăng mộ hay sao ấy. Này thì dám đấu kiếm với mình. Trong đây nó có lồng spawn không vậy? Có nè. Thảo nào nó xuất hiện ra. Ghê quá, xin lỗi nhưng mà mình không đập mà không được. Sorry các ngươi. Đánh lén hả? Đánh lén hả? Quân tử, ai chơi đánh lén? Dám đánh lén nè. Mình sẽ vây nó quanh cây cột này. Muốn cột không? Mình sẽ muốn cột để tiêu diệt mấy tên này. Rồi, có hai ba tên lại nữa. Để mình kiểm tra rương trước đó. Sát. Chưa kịp loot nữa. Con này nó cứ ùa tới tấp liên tục ấy. Không khéo là mình bị úp sọt liền. Hình như cái công trình này nó nói với công trình ở phía trên hồi nãy. Hồi nãy mình đang khám phá hay sao ấy. Tay ma trong đây nó quýnh nhanh ghê thiệt. Vision of Abyss. Hình như cái này nó cho mình tầm nhìn ở bên thế giới Abyss đó. Thôi mình cứ giữ trước đi. Rồi coi còn cái rương nào ở khúc này không. Đây còn một cái rương nữa nè. Có táo. Không có nhiều đồ xịn lắm. Hình như trong đây là ở trong đây không có cái lồng spawn. Tạm đi. Ồ. Nó dẫn mình xuống sâu tít ở dưới luôn kìa. Không biết mình có nên đi xuống dưới thêm một lần nữa không ta. Mình tò mò quá. Để mình thử mình đặt block, một block ở dưới. Mình coi thử dưới này có cái khoáng sản gì không. Không, ở dưới không có đường đi. Thôi. Tốt nhất là mình nên cân nhắc kỹ nha. Mình mà xuống dưới nhiều khi mình không lên được luôn đó. Nó có cái đỏ đỏ đó hình như là redstone. À cái đỏ đỏ đó là redstone á. Kim cương không? Hai cái rương luôn. Ghê. Dữ. Kinh nghiệm nè. Rồi chắc mình sẽ lấy cái quyển quét cạnh này quá. Không, sắc bén thì mình lụm chứ. Không lụm. Cấp độ 1 mà enchant sau này cũng có thôi. Ôi lưu ly nữa cả. Đã gì ta, có vàng luôn. Qua nay mới gặp bọn vàng đầu tiên á. Chắc bây giờ mình sẽ đào tìm một cái đường xuống dưới quá. Mà trước trước khi xuống dưới thì để mình khám phá cho xong công trình này đi ha.
Để coi coi những cái rương ở những cái hướng còn lại thì có cái rương nào nó cho mình kim cương hay không. Để không thôi mình lại bỏ lỡ kim cương free thì uổng. Đây còn sắt nè, đào thêm. Phải khám phá cho xong một cái công trình này mới được. Có vẻ một công trình thôi mà nó rất là to luôn á. Tha hồ mà khám phá luôn. Có dùm bài bên đây. Nhẹ nó ra, nó có hang bên đây luôn nè. Chút mình xuống đường này cũng được cho nó an toàn ha. Đây rồi, đồ bắt đầu nó có vẻ xịn xịn hơn từ từ rồi đó. Có mình bắt đầu cho mình vàng rồi nè. Được, hấp dẫn. Này thì nhảy xuống đây, kiếm chuyện hả? Ôi, 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 xuống vậy. Từ trên nhảy xuống đây để kiếm chuyện với mình. Mấy con zombie này xung thì có chứ. Nữa nè. Hai ba con luôn. Kiếm gì không muốn kiếm chuyện không à. Ôi xong rồi, úp rồi. Ôi không. Đây là điều mình không muốn. Đừng. Chung. Ui. Mình bị úp sọt rồi. Nhóc nhỏ đi ra chỗ khác. Mình bị úp sọt. Ôi không. Chạy qua đây. Mình đã dụ thành công mấy tên này xuống dưới rồi. Còn mình sẽ đi lên. Các ngươi đã bị dụ. Haha. Này thì dí ta hả? Ta dụ các ngươi rồi. Chuồn thôi. Trời đất ơi. Ui tên nhóc nhỏ này chạy nhanh quá. Ồ xong. Nhóc nhỏ cũng đã tiêu diệt. Mình suýt nữa thì chầu trời rồi. Ghê thiệt đó chứ. Mấy con này quýnh đau quá. Với lại một phần là giáp mình còn yếu ấy, nên đánh mất rất là nhiều máu luôn. Ui có cái lồng bên đây luôn nè. Có hẳn một cái lồng spawn. Hên quá, mấy con này toàn là xương cầm kiếm không à. Nhưng mà nó cầm kiếm thì nó đánh sẽ rất là đau nha. Nên mình cũng phải thật là cẩn thận. Nó chạy nhanh nữa cơ. Chết rồi, sao bị quái nhiều vậy? Thôi xong rồi, đường nào cũng có quái vật hết. Toàn mất. Máu mình còn chưa hồi phục xong nữa. A few moments later. Còn là xương đó mà. Đúng là chỗ của những con xương có khác. Giá tài ba. Oh my god. Đây là quyển cực kỳ tốt luôn. Úc. Được nha. Tự nhiên nhớ được cái quyển sách giá tài ba chứ. Ngon. Quá đã. Bắt đầu rương nó xịn dần rồi đó. Mình nghĩ sẽ có một vài cái rương trong đây. Nó cũng có thể cho mình những viên kim cương đấy. Không có đùa đâu. Bây giờ quan trọng là mình phải gán tìm được cái rương đó thôi. Mình có niềm tin là như vậy. Cố lên nào. Trong đây có xương nữa. Núp hả? Có đường xuống dưới không? À không, cái chỗ này là có ô trống rồi. Ngoài ra thì nó còn dẫn mình xuống một cái. Vậy là phía dưới vẫn còn đường nha. Ở dưới vẫn còn đường nè. Được. Mình sẽ xuống dưới luôn. À đây là những con zombie từ phía trên nó rớt xuống. Có cả nhện nữa. Ui cứu cả nhóc nhỏ nữa kìa. Mình sợ nhất là tên nhóc nhỏ ấy. Đánh vừa đau mà vừa chạy nhanh nữa. Ừ hắn lọt ở dưới rồi. Lọt xuống dưới thì tốt. Rồi tiêu diệt từ từ. Mình không hiểu sao những con zombie này hay chỗ nó đi trên những cái gai này mà nó không mất máu. Còn mình thì đi mất rất là nhiều máu luôn. Ảo thật. Ảo le học me. Rồi giờ thì đánh nhanh gấp gọn để xuống dưới đập làm spawn. Để không thôi nó đẻ ra thêm nhiều lắm. Phiền phức. Nhờ nè. Sao con nhờ này đánh đâu vậy? Nữa nè. Nó bò lên tới trên nè. Rồi đập. Xong phiên. Xử lý xong cái làm spawn rồi. Giờ thì chuẩn bị loot đồ nào. 4-3 cái rương. Tha hồ mà loot luôn. Ăn vô cho no để nó hồi phục lại nữa ha. Tiếp tục. Really? Trứng rồng. What the?
gì đây? Trứng rồng Aether. Rồng bột rồi. Áo rồi, áo game rồi. Đá cội. Nữa nè. Một cái yên nữa. Chắc mình sẽ lên giữ hai cái yên đi. Cho chắc đó. Tại vì mình có hai quả trứng thì mình sẽ giữ hai cái yên. Thúi xồi luôn. Hết sảy thì chứ. Nhưng mà bây giờ mà cho mình trứng rồng thì nó kiểu bị sớm quá rồi. Nhân phẩm mình ba hồi thiệt. Món quà này không đỡ được luôn á. Thôi kệ đi. Cái này ơi. Hết hồn từ đâu băng em chắc. Ý trời rồi. Chắc muốn mình cưỡi rồng để đi khám phá cho nhanh đấy mà. Được. Nếu mà cho thì mình nhận thôi. Của trời cho mà. Của trời cho mà. Chấp nhận rồi á. Rồi. Đi qua bên đây thì mình sẽ khai thác thêm một chút khoáng sản nữa. Và sau khi xem sơ qua thì cái quặng đồng này chỉ để xây nhà thôi hả. Nên mình sẽ không tốn thời gian để đào nó ha. Và hình như mình vừa tìm được một cái hang to rồi nè. Đây mới gọi là hang nè. Nó phải to và rộng như vậy thì đi đào mỏ nó mới đã được. Quá trời khoáng sản luôn. Trước mắt mình toàn là sắt không à. Mình sẽ đào trước đi ha. Rồi xong sau đó mình mới từ từ đi xuống dưới. Để có thêm vàng nè. Chưa có thêm những loại khoáng sản xịn nha. Không biết có thêm kim cương hay không đây. Tiếp tục là sắt nè. Ồ. Vẫn là sắt. Cái nhưng mà có vẻ sắt mà nó đen đen á thì nó đào lâu hơn sắt bình thường hay sao ấy. Này sắt ở dưới này nè. Đúng rồi, sắt ở dưới này đào lâu hơn một tẹo nè. Ok, dù sao nó cũng là sắt mà, cứ đào thôi. Mặc dù hơi lâu một xíu. Rồi, đi lên. Ở đây là tầng thứ 15 rồi. Chúng ta có tỷ lệ gặp được kim cương rồi đó nha. Không biết là có đủ may mắn để gặp hay không thôi. Bên kia có thêm vàng kìa. Đào thêm vàng đi. Có vẻ chỗ mình không có kim cương rồi. Ây chà. Có luli nè. Mình đào một chút để có gì sau này mình có bàn cường hóa thì mình sẽ cường hóa ha. Rồi dưới này. Đây rồi. Mình đã tìm thấy kim cương rồi. Tuyệt vời. Cuối cùng thì bao cố gắng của mình cũng đã được đền đáp rồi. Quá đã luôn. Hai quặng trước mắt mình là hai quặng rồi. Đi qua đó lẹ, đi qua đó lẹ. Chiến này về đã có kim cương để chế tạo đồ rồi. Sướng 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 nha. Hy vọng là nó sẽ là 4 chứ không phải là 2 ha. Tại vì 2 thì mình chẳng làm được bao nhiêu đồ hết. Chỉ làm đủ cây kiếm thôi. Mà mình thì lúc đầu thì mình chỉ muốn có tốt nhất là một cây cúp kim cương để mình đào hắc diệm thạch các thứ ha. Nó cũng tiện hơn. Đây rồi, đây rồi. Đào thôi. Và không biết là sẽ được bao nhiêu quặng đây. Rồi luôn, có 2 quặng hả. Tiếc thế. Ê, 3. Yes. Vừa đủ 3 luôn. Quá đã. 1 viên. 2 viên. 3 viên. Yeah. Chiến này vào to rồi. Với 3 viên này thì mình sẽ ép ổ làm một cây cúp kim cương. Sau đó mình sẽ ép cho nó cái dòng nhặt 3 ha. Là từ đó mình có thể farm được nhiều kim cương hơn từ cây cúp mới rồi. Tương lai chắc mình sẽ có nhiều chuyến đi mai hơn đây. Thôi mình sẽ không đào thêm nhiều sắt quá đâu. Đủ rồi, một stack mình dùng đúng, cũng được một thời gian đó. Mình sẽ dành thời gian này để mình đi khám phá sâu hơn trong cái hệ thống hang này ha. Coi coi, biết đâu cạnh đây nó lại có thêm kim cương thì sao. Trời 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 trời, mình nghe tiếng giùm bay nó to dữ vậy. Nó rên một phát. Mình tít ở dưới còn nghe ấy. Rên to thì sợ. Rên nhỏ nhỏ thôi. Rên nhỏ nhỏ thôi. Và hình như phía trước mình đang là khu mỏ sao vậy ta. Mình thấy có cái xe mỏ kìa. Bây giờ đánh lén, đánh lén. Ừ, nổ đi Ripper, đúng rồi. Trợ giúp ta. Một mình phải cân hai con một lượt. Rồi, xong một con. Tiếp tục là con xương. Bắn cái gì mà bắn. Cạnh đây có một cái xe mỏ chứa rương. Mình kiểm tra thử coi. Nó cho mình khá là nhiều sắt ha. Ok, cũng tạm đi. Con nhện đi ra. Đi ra. Cái này là cái đất gì á. Giống như là sình vậy á. Mình thấy nó làm chậm con nhện đi khá là nhiều ha.
hồi chặn cái lava này để mình đi ngang coi. Mắc cái lava này mình không có đi ngang được. Và mình cũng không có xô nước nữa. Chắc mình phải làm một cái xô nước quá. Mình mới vừa nhặt được sắt nè. Mình làm một cái xô nước đi. Coi coi đây có nước luôn. Có gì nhỡ mà mình bị lava đốt cháy thì mình sẽ dập nước được. Dập bằng nước trên tay được ha. Nó sẽ tiện hơn. Rồi sẵn tiện tìm được khu mỏ thì đi khám phá luôn. Ngần ngại gì. Ấy á. Trời ơi nhảy cũng té nữa. Thiệt tình luôn. Không có xe mỏ. Đằng kia cũng không có xe mỏ luôn. Hình như bên đây là tổ nhện hay sao ấy. Quá trời tôi nhện luôn nè. Tới công chuyện luôn rồi. Nguyên một lớp mạng nhện tao đụng luôn. Trời đất ơi. Kìa 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 cái lồng bên kia kìa. Không biết có rương hay không nữa. Ra. Rồi. Băng qua luôn. Lỡ rồi. Ê đừng nói đừng cùng. Cây tươi nhờ. Thiệt luôn á chứ. Đập cho đã có cục đường cùng mà. Cây thế không biết. Không có xe mỏ. Không có xe mỏ. Đi một hồi thì mình lạc vô cái công trình nào mình cũng không biết luôn. Hàng ngốc nó nhiều quá. Và này nó có sắt và vàng ha. Khá là nhiều. Ôi trời ơi. Sắt xịn sắt xịn sắt xịn. Áo vàng cùng hóa sắt. Hải thiên ma cấp độ 3 luôn. Thunder God. Chim mịt. Vàng. Chắc mình phải sớm làm một cái ba lô quá. Trục này nó nhìn hơi ghê nha. Mình chưa thấy quái xuất hiện nhưng mà mình thấy nó hơi ớn ớn á. Nó có những cái lòng spawn nào mình phải qua đập lẻ mới được. Không đập kịp coi. Không đập kịp nữa. Đây rồi, cơ hội. Một giây nữa. Ừ đúng rồi, bắn nhau đi. Bắn nhau đi anh có lợi chứ ai. Đúng rồi, hay lắm mấy cưng. Đúng là người nắm bắt thời cơ vẫn có lợi hơn. Rồi mình sẽ xử hết mấy tên còn lại. Ui. Goblin nữa. Cái này hình như là người trao đổi. Goblin là trao đổi mình ha. Rồi xong phim. Xử đẹp rồi. Có một cái chớp điện để ép vô cái cây đinh ba luôn. Một cái cung. Một ngày mà mình nhặt được rất là nhiều đồ xịn ha. Rồi mình sẽ ăn trước một cái trái táo để mình hồi phục nhanh hơn. Và coi anh này đổi mình gì nào. Cúp gia tài. Ê gia tài 4. Wow anh này đổi cúp gia tài 4. Mình có gỗ không? Có gỗ. À đây có gỗ. Mình sẽ thử đổi coi có được cái cúp gia tài 4 hay không nha. Chết tầng trên nó xuống rồi. Quái tầng trên nó bắt đầu nó xuống nó đánh mình rồi. Mình phải đi đập lòng spawn để cho nó đừng có xuất hiện nữa mới được. Để không thôi nó xuất hiện hoài đấy. Ủa trên đây đông lắm. Ui không. Không ổn. Mình phải tìm chỗ mình nấp trước đã. Thì mình mới có thể trao đổi được. Không biết cái anh goblin kia có theo mình hay không nữa. Giờ trước mắt mình sẽ làm cây cúp kim cương đi ha. Cúp kim cương là cần gỗ. Gỗ để làm cái que. Rồi. Cúp kim cương khó luôn. Mình đã có sách gia tài 3 nhưng mà nó không có giống màu anh kia. Để thôi. Không biết là có trao đổi được hay không nữa. Mình mong là có thể trao đổi được. Rồi goblin rồi. Ê đừng có chuồn nha anh. Anh gì ơi. Ở đây anh ấy rồi. Đổi anh ơi. Gia tài 3 em có gia tài. Thiệt luôn á. Anh khó tính ghê. Khác cái màu thôi mà cũng không được. Nó vẫn là gia tài 3 nhưng mà khác màu một xíu thôi. Goblin cũng không chịu. Phải đúng cái màu đó thì goblin mới chịu. Khó thiệt sự. Vũ khí mình yếu quá nên mình đánh những con xương này rất là lâu chết luôn á. Chết rồi, nó bắn tứ hướng luôn rồi, chịu luôn á. Chắc mình lại sử dụng chiến thuật. Chiến thuật thần thánh của mình quá. Chôm sông chun nha, tiếng này tiếng Hàn ta gọi là chôm sông chun. Đó chính là chôm sông chun đấy. Ui. Máu lẹ. Ôi máu lẹ. Đập lòng spawn lẹ. Ôi chuồn qua đây, đập tiếp. Hai chó rồi, cố lên.
đừng làm như vậy với tôi mà. Yes, có cơ hội để hồi phục tiếp. Và chiến thuật chôm xong chuôn chuẩn bị lần hai, mình sẽ đảo lại thêm một vòng nữa. À, bắt lẻ, mình sẽ bắt lẻ từng con. Bắt lẻ nè, một con. Có sách. Gia tài ba nữa. Trời đất ơi, có quá trời gia tài ba luôn. Nhưng mà nó khác cái màu của cái anh kia. Khó là khó chỗ đó đó. Nó khác màu thì ảnh không có chịu. Hô hấp nữa nè. Quá trời quá đất khó rồi. Mình hơi khó, đồ mình hơi nhỏ nên chắc mình sẽ tìm cách đi làm một cái ba lô trong thời gian sớm thôi. Để đi khám phá mình có nhặt được nhiều đồ hơn nữa. Trời, nó bắn chết người anh em nó luôn rồi kìa. Con này đáo để thiệt. Ừ, lột dưới chết luôn đi. Xong, đỡ phải bắn. Gì đây, sách sải bước dưới nước. Sao nhiều sách vậy? Quá trời nhiều sách luôn. Đúng rồi, bắn nhau đi. Đúng rồi, bắn vô lưng nhau đi. Đúng. Cô lên còn vài con nữa thôi. Một cái nữa. À, bắn lén nè. Rồi. Trời, khám phá mấy công trình này mệt thiệt sự luôn á. Rồi, chắc bây giờ mình sẽ vứt bớt mấy cái đồ mà những con quái này rơi ra để mình nhặt sách thêm quá. Ăn trái táo luôn đi, cho nó hồi máu nhanh hơn. Một cây cung chầm hỏng. Cung hồng phước luôn đi. Mình lấy những sách ngon hơn. Sau này mình còn ép vô giáp nữa. Không có vũ khí ta. Toàn là sách không à. Nói chung là vô công trình này cũng như là mình vô cái khu mà để sách vậy á. Sách cường hóa vậy. Nó toàn là sách thôi. Đủ loại sách luôn á. Hải thêm ma nữa nè. Táo vàng. Ui giời ơi. Còn một con đây nữa. Mình xử cho xong luôn. Để mình lút đồ ha. Không biết bên đây có... À, bên đây có rừng. Cũng vẫn là sách nữa nè. Trong đây chủ yếu thì nó là những cái quyển sách. Ép vô vũ khí ha. Chứ nó không có những cái đồ xịn khác. Hay à, thiệt luôn chứ. Đi khám phá đâu về mà an toàn sách không à. Rồi để mình lút nốt mấy cái đồ ở đây coi. Xe sách lửa để ép vô cung nè. Ok, tạm chấp nhận luôn. Xác. Rồi dây gì nữa. Cung. Lại là sách nữa. Trời đất ơi. Cái này là bàn nâng cấp cái đe. À được. Cái đe thì chắc mình sẽ lượm đi ha. Tiết kiệm được một mớ sắt đó. Vứt cái cúp sắt luôn. Rồi xong. Vì mình không có trao đổi được cây cúp này nè. Tiếc ghê luôn á. Mình có rõ ràng. Cái này nó yêu cầu có gia tài 3 đúng không? Của Minecraft. Nhưng mà mình có thì anh ấy lại không chịu. Rồi gia tài 3. Nè mình có gia tài 3 rõ ràng nè. Nó chỉ khác cái màu thôi. Cái cuốn sách mình nó kiểu nó được quấn bởi mấy cái cọng dây hay cái... hay cái lá cây gì đó. Anh không chịu. Thì mình cũng đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ, đâu có cách nào thay đổi đâu. Chắc bây giờ mình sẽ trở lên trên á. Trời, hôm nay cả ngày mình chui xuống hang luôn á. Ghê. Mình thành người trong hang luôn quá. Người ta đi khám phá mang về kim cương các thứ, mình đi khám phá mang về toàn là sách không à. Đủ thể loại sách luôn á. Nhưng mà không kệ đi, có còn đỡ hơn không. Và hôm qua thì mình còn gian dở một cái bản đồ mình chưa có tìm nữa nè. Chắc hôm nay thì mình sẽ gán mình đi tìm cho xong cái kho báu để coi trong kho báu nó có kim cương hay không. Mình nghi lắm, nhiều khi trong kho báu nó lại có kim cương cho mình đó. Đây, kiếm thêm thì cũng đỡ ha. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu lên đường thôi. Cái kho báu này thì nó nằm ở hướng hướng tây nam một xíu. Mình sẽ đi về hướng bên đây. Và phải có thuyền rồi. Hướng bên đây nó có biển mà. Đó, mình sẽ đi xéo về hướng bên đây ha. Hy vọng là mình đi đúng hướng. Và phía bên cạnh chỗ cái giường của mình còn có một cái thuyền nữa kìa. Từ từ thì cái thuyền đó cũng sẽ được mình khám phá thôi. Tại nó kế bên chỗ mình mà. Dù tìm ở chỗ xa xa trước đi. Trời, bên kia chỗ gì mà nhìn đẹp vậy. Cây cối đồ nó xanh và các thứ ha. Rồi, đây gần tới. Qua khúc này là chúng ta sẽ tới chỗ của kho báu chỉ dẫn nè. Mình rất là nôn luôn. Hy vọng là bên trong kho báu này là một chút kim cương, rồi một chút ngọc lục bảo và thêm một vài thứ khác. Mình nghĩ trong đây nó sẽ có thêm trái tim biển cả đấy. Thường thì kho báu nó ưa có trái tim biển cả lắm. Ủa, nó còn dẫn mình tới một cái thuyền bị hư nữa nè. Và có vẻ cái kho báu này nó nằm trên một cái đảo hoang luôn nha. Đúng kiểu kho báu luôn. Rồi, giờ thì mình đã tới điểm nó chỉ dẫn rồi nè. Công việc của mình là đào xuống dưới thôi.
Hy vọng là mình tìm đúng chỗ ha. Đây đây đúng luôn. Quá may mắn, quá may mắn. Để coi coi mình có được những gì trong cái kho báu này ha. Mình cần phải lấy lại oxy cái đã. Để không thôi một hồi mình không có đủ oxy để lướt đồ á. Rồi. Một cái trứng rồng. Mà là trứng rồng nước nha. Ok, hôm nay tìm được hai lỗi trứng rồng một lượt và có một viên kim cương. Khá là tốt. Thức ăn. Bơm nữa. Trái tim biển cả. Rồi rồi, ok. Ấy da, ngạt thở. Mình nhặt được cái gì kìa? Cái răng, mình nhặt được một cái răng gì đó. Uầy. Một lỗ răng. Một cái răng này có thể làm được đinh ba luôn. Ồ, thì ra cái đinh ba là chế tạo từ cái này à. Được vậy ta. Thêm hai cái nữa là mình làm được một cái cây đinh ba rồi. Quá đã luôn. Và cái kho báu đầu tiên mình thấy khá là ưng ha. Có thêm trứng rồng nữa nè. Quá dữ luôn. Vậy thì làm một miếng thức ăn coi. Sau đó mới trở về nhà. Với một cái kho báu mà cho mình hẳn một cái trứng rồng thì mình thấy nó là một cái kho báu tương đối tốt ha. À, đồng thời thì cũng có ít bơ mang về để dành sau này nghịch các thứ nữa. Và sau chuyến khám phá này thì mình cảm thấy rằng ở thế giới này á, ngoài ở những công trình phía trên thì dưới lòng đất hệ thống công trình cũng rất là đa dạng nha. Và mỗi công trình thì mình khám phá mệt xỉu luôn á, nó cực kỳ rộng luôn. Mong rằng mình sớm có thể nâng cấp lên những bộ giáp mạnh hơn nè, nhất là vũ khí. Mình sẽ tìm coi những vũ khí nào dễ chế tạo mà mạnh á. Mình sẽ làm trong thời gian sắp tới để chúng ta đánh quái nhanh hơn, rồi khám phá công trình nó cũng nhanh hơn nữa ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá may mắn hơn trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.